Đây là chân đạo, ông tu đạo này sớm chấm dứt tất cả sanh lão bệnh tử, được vào niết bàn. Thân khổ hiện tại còn nên chán bỏ, huống lại cầu thọ thân khổ nơi đời sau. Hãy tự suy nghĩ cẩn thận để bỏ những gì đã tin từ trước. Khi Đại Bồ Tát nghe người đó nói, tâm không dao động, không nghi ngờ, sợ hãi, mà chỉ suy nghĩ, người nói lời như vậy chính là ác ma. Khi ấy ác ma kia bảo Bồ Tát, ông muốn nghe hạnh vô ích của Bồ Tát à? Nghĩa là các Bồ Tát trải qua hằng hà sa số đại kiếp, đem vô lượng thứ đồ cúng tốt đẹp nhất để cúng dường chư Phật, lại ở hằng hà sa số chỗ chư Phật tu Bồ Tát.